Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của một cặp bò cái tơ chữa, một hai con, một con Bosin và một con Pháp Kem nha anh chị nha. Hai con này thì một con 5 tháng thai và một con 6 tháng thai. Đây trước mắt của chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con bò Bosin. Con này thì đang mang thai 5 tháng. Nó về chân móng của nó là móng sò, tình trạng đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bà con cô bác anh chị nào ở gần xa có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại của em. Và kế bên là một con bò Kem Pháp. Con này thì nói về ngoại hình của nó thì cũng khá là đầy đặn vì nó mang thai, tơ đang mang thai lứa đồng. Chân móng thì cũng đẹp nha anh chị nha, móng thì móng sò. Con này mang thai 6 tháng, Kem Pháp mang thai 6 tháng. Ở đây thì con Kem Pháp này thì cái giá nó cũng không cao chị, 24 triệu chốt giá hả, 24 năm 24 triệu 500 nha, chốt giá cho anh chị nha, 24 triệu 500 bao chữa 6 tháng. Nói về sái tách của con bò này thì sái lưng nghiêm chỉnh, sái mặt nghiêm chỉnh. Con này bông tráng bông ức nha, bông tráng bông ức. Con này thì hiện đang mang thai 3B. Còn con Bolasin này thì chủ nhà cũng nói mang thai 3B luôn nè. Đấy, chiều cao của con này thì sẽ rơi vào khung khoảng tầm 1m38 cho tới 1m4 ha. Bò Bolasin nè. Chân móng đi đứng hoàn thiện. Hai bò này khi mà giao đến thì anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lô để kiểm tra về ngoại hình cũng như tình trạng sức khỏe của con bò, tình trạng đi đứng của con bò, hoàn thiện mới thanh toán tiền cho bác tài đi về. Ở đây đối với hai con bò này là hai con bò tơ thì anh chị chúng ta em không bảo hành vấn đề gì hết á. Thì giao đến trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ nha anh chị nha. Còn nếu như mà anh chị nào mà cảm thấy thích mến em thì anh chị có thể liên giới thiệu với những anh chị em hàng xóm láng giềng xung quanh. Đó là em có bán bò giống ha, anh chị nào có nhu cầu thì ủng hộ giùm em. Và anh chị có thể mua hai con bò này với hai hình thức. Thứ nhất là mua trả góp và thứ hai là mua tiền mặt. Trả góp là như thế nào là anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em sẽ hướng dẫn cho anh chị đăng ký thủ tục mua bò trả góp ha. Và hiện là em đang bán bò trả góp đi về Trà Vinh này nha anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ giùm em. Đây, chân móng là móng sò của hai con bò, rúng thì đầy đủ yếm, rúng yếm đầy đủ bài bản ha. Sái tết thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Chiều cao của hai con bò này em cũng sẽ đo thử cho anh chị xem luôn và chúng ta đo hạo ra bức tường là cây cột trước khi mà chúng ta quyết định chúng ta mua. Để cái sự công bằng được thỏa mãn cho hai bên ha. Anh chị khỏi sợ phải bị lừa bị gạt nhưng mà em cũng khỏi sợ phải bị mất lòng khi mà giao bò đến buồn vui. Em nói chung là rõ ràng. Anh chị nào thích anh chị mua, còn anh chị không thích thì mình lướt qua. Ở đây con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m42. Còn con này chiều cao tại phía sau khu của nó khoảng tầm 1m36 37 anh chị nha. Kem Pháp nè, còn bò này bò Bosin. Hai bò này là hai bò tơ chữa đang mang thai lứa đầu nghe cô chú anh chị và các bạn. Anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ ủng hộ giùm em ha. Thì thông báo đến bà con cô bác anh chị hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Đó là đi miền Tây, còn đi về miền Trung thì anh em có một chuyến xe đi về Bình Thuận nè. Rồi Lâm Đồng, Bảo Lộc nè, Đồng Nai. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua thì mình đi chung chuyến xe ha, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển anh chị nha. Rồi giá trên là giá không bao gồm phí vận chuyển, anh chị vui lòng nghe kỹ và rõ trước khi mà chúng ta chốt bò. Rồi em xin thân ái kính chào và hẹn lại của chú anh chị và các bạn video kế tiếp.